chế nhạc. Cái giọng nó không quá lắc. Chưa nhỉ? Các bạn mình nếu mà mình live vậy mình tắt cái opera này đúng không ta? Xí à, nên coi kiểm tra coi được chưa cái đã. Ok, để đây. Rồi coi cho mình coi nó có bị giật lắc gì không. Thì mình chỉnh lại cái. Giật lắc gì không mọi người? Thôi đi ăn trước cái đã, lấy đồ ăn xuống. Ông lại sao nhậu nghe lạ vậy?
anh lạ đó giờ em. Sorry mọi người nha, nãy bị phải ào để mình chỉnh lại cái FPS cái. Mình giảm độ phân giải xuống 480 để nó không bị tắt máy. Nãy nãy đang lại cái điện nó tắt mẹ luôn rồi. Tắt mẹ cái máy luôn. Chờ mọi người chờ xíu nhé, chờ xíu chờ xíu. Ok em, tí nữa chơi, tí nữa chơi. Xíu đi xuống cái, đi xuống kia, đi xuống lấy rằng cái đã. Hello mọi người, mình đã quay lại làm tô phở cho nó ngon, làm tô mì cho ngon nghẻ. Giờ mình đâu giờ để mình thử mình tắt cái để mình tắt cái Opera coi nó có tắt xuyên không ta. Tắt có tắt không, tắt không? Ai đó nói cho tôi biết đi. Ok, không tắt, còn WC. Ok, ok. Opera nó không có tắt. À ha. Tiết kiệm tí tiết kiệm tí RAM. Ok. Lắc. Đây này. Đây này sao ta? Còn vài thứ nào đó. Con nghe rồi. Đây này. Để cái điện thoại mình đang chỉnh cái điện thoại. Mì ngon BL ngon lắm mọi người.
Hello chị. Chơi mới mua mới mới chơi mới nãy mới chơi up tập 1 xong. Chờ livestream tập 2. Nãy chết trái, mấy chết trái. Thôi giờ mọi người chịu khó livestream ăn mì nha. Live game hay bút bay vậy? Cả hai. Tuyệt vời. Em tắt bớt số thứ không cần thiết trước khi lại game. Cái máy tính, cái laptop em nó tắt nữa là bỏ mẹ đó. Ok, tiếp tục. Chương 1. Vậy là lâu dẻo không có chức năng auto save rồi. Thuê nhà. Ok. Giờ em đi lại khúc này nha. Là khúc này. Đúng là ngõ này. Cái giọng. Không tìm được. Giọng nó bưng tử luôn. Không quên, không thể nào quên được. Tìm nhà trọ số 4, ok, đến tìm lại để coi chuyện gì hơn mà anh nhìn đây nãy tưởng đi ông bắt đầu là một câu chuyện là một anh thanh niên đi phó đà ngay chỗ ngách 41/3 đường Trường Duy Hưng lại ca liền. Ui, xe đẹp vậy, xe cướp không này, xe cướp không mọi người không, này là con Vio ta. Mọi người đứng nghe này xíu nha. Năm ngoái em đi chống dịch, mình đi chống dịch, ngồi nghe này vãi cả liền luôn. Cứ 5:30 sáng ngồi nghe tới 6:30 xong mới tắt. Đang buồn ngủ mà nghe cái tỉnh ngủ luôn, làm việc luôn. Giật mình khúc này hoài ấy. Sửa xong cái đỉnh luôn rồi. Kiki ra đây, Kiki. Hay không? Của hẻm mẹ rồi, nhà đâu? Ê, mất nhóc 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 nào mất dạy chơi đá khúc đó gì nhóc, tại vì chơi không vui nha, mém hết sọt cái đầu chú rồi đó. Cái banh nè, xoay xoay quý. Làm rất chi tiết nha mọi người. Cũng nhân tiên muốn làm chi tiết thôi. Này giống như có ray chạy xuyên luôn á. Tính ra cái điện cái cạc cạc đồ họa của mình, của mình RX cạc AMD RX 5570 đúng cũ luôn.
gì vậy? Bọn bắt con này, lại đây coi. Dạ bác ơi, vụ gì vậy? Từ từ một xíu, tranh vẽ đẹp vậy. Chưa thấy một lần, đã thấy hai lần với anh. À, anh không biết nữa, chắc lỗi á. Tất cả là tại Facebook. Đã bàn với đứa, đã bàn. Bàn, vô. Đây, cái đó là cho cô nha. Đó là cho cô, cái tàu cô... xíu. Tiếp tiếp. Tiếp nào, tiếp. Phúc đây. Tôi không có cần ăn. Đó là cho cô chơi ba banh, chơi banh với cô nè, chơi bóng với cô. Chơi bóng với cô. Đúng rồi em, á đù đúng rồi. Đi 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 đi. Đi. Đi coi. Đi. Cháu ơi, nhặt thuốc bác lên bán đồ với. Ok bác, đợi xíu, đợi đấy cho bạn, đợi cho bạn, cho bác ấy. Đợi xíu. Một xíu. Đây, nè, của bác nè. Đây. Một xíu. Đây, của bác nè. Đó, giữ nha, bác giữ nha. Bớt bạch nữa mà bắt đời bác á. Xẻng nhựa. Một chiếc xẻng để tiền thì của kỹ thường được dùng trong các bang cho em. Ê, bậy nha, cái này ở nhà nó cũng có xài nha. Bậy rồi. Nước rửa bát mỹ hảo là nước rửa bát thông dụng, mùi thơm và rẻ. Chai rửa bát này chỉ còn có một nửa. Ủa, sao biết còn một nửa? Lại mở ra coi rồi mới biết. Sao biết còn nữa? Lắc hả? Thế sao? À, thôi nhặt trước. Người coi có giật lắc gì vậy? Ê, nhìn sợ quá anh. Đúng rồi em. Nãy em xoắn cả quần nữa. Xô nhựa đỏ, một mẫu xô nhựa phổ biến tại Việt Nam. Cái xô cũ kỹ dính nhiều mỡ, có thể thường dùng để rửa bát hàng ngày. À, có mỡ thì miếng rửa bát này mình đúng nhà hay xài thằng lao. Đặt tất cả các đồ vào vị trí đúng theo thứ tự. Ủa, ngoài miền Bắc là mình là xôi thịt hay là xôi thịt? Mọi người giúp mình nữa. Đúng không? Này xôi thịt. Ha ha, đỉnh với anh. Bình thường em, bình thường thôi, thường thôi. Chú ý với một số vị trí cần lấy đồ trong inventory bằng nút Y rồi chọn không được F để tương tác. Ok. Dùng. Không dùng được. Chắc đến đây. Lộn y chứ lộn. Phải, phút đây. Đây gì vô? Đây thầu chứ không? Đó, ok. Một chữ xong nữa. Để cho khác chứ. Khăn nè. Phải tới cái chai nè. Cái okay. Ngon. Tuyệt vời. I'm the best. Yeah. Bác đợi xíu nha. Đợi xíu. Hay ăn miếng á. Chị Ma xinh đẹp chưa có đâu em. Đang khúc nào á? À, vậy là miền Bắc là xôi thịt. Miền Bắc gọi là xôi thịt. Ok ok. Miền Nam mình khác, gọi là xôi thịt thôi. Cháu nhé, quý hoa quá. Thì cháu đi đâu qua đây đấy? Cháu, ok.
Dạ không có gì bác ạ, cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Giọng, cái giọng quen thuộc với nhân vật chính của chúng ta. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Ủa là sao? Bà nói số 4 là sao ta? Nghe toàn tiếng Anh. Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Bố của quen. Giọng của lão đúng rồi. Cái giọng vai thụ đó. Ông lòng tí nhưng chính đó mọi người. Cháu cứ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Giọng có bà cô này. Bảy phút đây. Gì vậy cô? Gì vậy cô? Cô có thể đóng cửa xong nhẹ nhàng xong mà cô đi vô giùm con không chứ cô tự nhiên cái cô đóng điện cái cô cái như The Flash rồi một cái hết hồn cô, đừng làm sợ với cô. Cô thấy xung quanh đây không? Đây ra tao thui ra sợ rồi cô làm cú nữa chán cô ghê mà cô không cầm giá banh vô nữa mà cô ghê cửa đúng không? Đúng nhà cô. Anh gì ơi? Ồ, giọng em đâu? Em ở trên này này. Gì em? Đâu? Đâu khúc nào? Ai? À ok rồi đây. Trời má cái gì vậy? Ôi rồi. Ôi, dạ ngon đấy. Mà cái đầu nó hơi kỳ kỳ nha. Em ơi, đầu em nó hơi kỳ kỳ nha. Thấy không ma nè. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ nhà đó à? Đúng 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 đúng. Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa bị đi viện đây. Ủa mắc mẹ gì đi viện? Hả? Tại sao vậy em? Không nhìn được cười. Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ủa khoan. Ba bị sốc là chuyện của bà. Mà mắc gì mình phải cẩn thận ta? Ủa? Cái chuyện gì đó. Cái chuyện đó nó đang đúng không đây? Là kia không giống rồi đấy. Cái gì nữa lâu lát rồi nó rớt cái đầu á. Ê bậy đừng hồn bậy. Ừ cảm ơn em. Được anh rồi. Nhớ rồi. Xong rồi đi vô đi má nhìn con chi nữa. Bậy phút đây gì đây thôi em làm anh sợ nha. Vô đi. Thôi nè, vô nha. Lại nha. Thôi là đếm nha. 3 2 1. Và lại bị mất nha. Còn nhớ tôi đó nha. Tí lên tôi vỗ một chát chát được. Tí nữa lên chợ tôi kiếm cô là tôi sẽ test một soi một đít nha. Chị xinh đẹp và anh thuê trọ may mắn à? Không có may mắn đâu. Xui bỏ mẹ đó em. Xui vẽ cái liền ra. Ok. Ê nhóc đâu ra vậy? Ôi
Ôi, ai vậy? Nhóc lại, khai báo danh tính họ tên lại lên. Nghe đâu chắc cũng mua khoai mà không nhân cà phê quá. Thôi lại hỏi nhóc coi làm gì vậy? Ủa, quen quen ta? Ý, cháu Bấm nè. Ồ, làm giống quá ta. Bấm ơi, Bấm ơi, bố Dũng nè cho Bấm ơi. Nhìn đúng, em mọi người nhìn đi. Đúng giống luôn á. Cháu Bấm nè phải không? Nhìn đi trang luôn á. Bấm nó dễ gì ta? Nó dễ cái mẹ gì vậy? Ủa, cầm cái gạch nó dễ phải không? Đúng không? Dễ vậy? Con gì giống như con cái mũi gì vậy? Con chim, con chim. Nó đang ủa nó dễ như lệch cánh không ta? À, chắc cao quá nhóc dễ không tới. Ok, thông cảm. Nó đang bứt cái tay của ai đó. À, ai đó đang chạy gì đó. Gì đây gớt gì treo cái dây thòng lọng nó dễ đây thòng lọng nữa chi vậy? Lào nó trước kia nó lào lên mình đi anh. Ok, đây lào rồi nó nè. Em em đang vẽ gì vậy bé? Cái gì mà ba chấm màu đỏ gì đi mấy mấy ố ố ố ố ố ố ố. Ok ok. À, anh không làm phiền em nữa không? À ok, đi đây. À, khoan khoan. Nhưng ủa, nhưng cái stream trên Steam nó bật lên. Mà khoan, mình chơi kinh dị mà mắc gì tự nhiên cái phần stream trên Steam nó bật lên ta. Để mai nó tới nó ám mình luôn rồi ta. Ok, nhiều thứ theo quay lại kiểm tra cái sắt cũng này. Ok ok, em đứng yên nó nha, giờ chấn cái họ bài lại ban hấp anh nha, chưa muốn mất đời trai đâu. Cậu nó nói chuyện cho tấn linh hồn người mới mất đấy. Thôi em mà không chơi Free Fire, em không chơi lưới chùa. Lưới chùa gì shit đấy, có gì shit tấn chơi lưới chùa. Mở cửa nha, đứng lại bay người nha. Mất cái gì vậy? Ôi trời, mất cái gì vậy? Ủa tiện có giò bọ trên tay mình ta. Ôi gì vậy? Phật. Cái gì vậy? Gì mà giấy tan đâu đây vậy? Gì mà dán khắp nơi vậy? Tôi tèo. Đúng rồi đó, chuẩn bị tèo nè. Ủa? Cái gì dán khắp nơi vậy? Cái gì đây? Còn có số nè. Ờ à, đúng rồi nè, đây mọi người thấy không? Ủa mắc gì dãy số đây? 3 7 2, nó số 4 không? 4 được không? Ờ à, 3 7 2 4. À
mật khẩu, mật khẩu. Ăn cái cho bớt sợ anh. Như đầu ngõ nhà rồi. Đúng rồi, quay lại coi đầu ngõ rồi đó. Ai chết vậy? Gì đây? Kinh viếng. Ôi rồi mất mẹ và bắt tôi đi dự lễ. Ủa chết kệ bà anh ta với mắt gì lôi tôi vô vậy? Yes. Em lại nha. Em lại hụ chết em nha. Tâm phải tỉnh. Phật tổ còn đứng hơi gì chúng ta. Hai tay xung quanh ta. Đi về. Đi về. Đúng rồi, đi về. Em đi về. Cho tôi ra. Tôi muốn đi về. Cho em về. Cho tôi về. Cho tôi về. Cái xe nãy đâu rồi? Nó dọn cái xe đâu rồi? Cho tôi về. Không về được rồi. Ma xinh lắm mà. Ok, ma xinh, ok. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chị đừng có em lại chạy ba lần nha. Chị đừng có nhảy từ cái quan tài ra. Bóp, bóp cổ em nha. Em lại. Rồi ông nào coi chị nào khóc vậy? Người thân hả? Thôi đừng khóc nữa. Lo đẩy lẹ cái này đi. Cái gì mà hai người vậy? Về đây đi. Hộp khảm chạy, một chiếc hộp khảm tinh xảo có khóa bằng mã số ở trong. Mã số hả? À. Khoan. Khoan. Mã số đâu? Đi kiếm mật khẩu. Thì mật khẩu là hai cái miếng này. À, mọi người thấy không? Má trộm xe. Còn mai nhá, trộm xe của bố. Ok, nhớ nha mọi người. 24324 nha. 2437 nha. Ok ok. Làm gì nữa? Đi này hả? Ôi cái gì máu không vậy? Điếc. Máu không vậy? Ôi em. Nước đang dâng lên. Giờ làm gì? À mở đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lẹ. Gì vậy? Lẹ. Ừ. Lẹ. Thật lưu chứ bộ, ok, lấy. Này máu không mọi người? Bảy. Rồi sau đó mọi người bắt em nữa, chết rồi. Bắt em nè. Chết trái rồi. Rồi mình tắt xe đi nha. Rồi, còn đeo vào mà.
Em đi về á, em không thuê nhà nữa. Cho em về. Cho em về. Mở cửa. Cho tao ra. Thì tôi vào nhà. Thì kêu đi vô trong nữa. Chú Bum ơi, chú Bum. Mở cửa cho chú cháu. Cháu cháu ơi, cháu. Ôi ôi. Nó chạy vô nhà luôn rồi. Chị ơi, má gì này có chuột thì sợ phải liền. Lấy cái chổi nè, tí ma lại đập nó. Lẹ. Lấy cái chổi cái xô theo nè, tí ma lại chụp đầu đập nó. Lẹ 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 lẹ. Ôi, miền Nam mới chơi chổi chứ. Nó ăn đây ngoài đây luôn hả? Có mọi người ở ngoài ngoài Hà Nội là thường họ nó ăn phía ngoài luôn á, mới biết á. Này chắc mới nấu xong. Đổ phần. Nấu gì vậy? Không tương tác được gì hết. Và đi tiếp. Vũ Dung. Tiệm may Vũ Dung nhận gia công thiết kế may đo âu phục nam âu phục nam nữ áo dài số điện thoại không số điện thoại 83538882 à? À, không đọc được hai số cuối. Anh ơi chị ơi, mở cửa cho em vô, cho em mua ở hết đây này thôi. Bây giờ em hỗ tạ 100 triệu, tôi gửi chị cho Khải 100 triệu cho lẹ 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 lẹ. Coi chừng ma đứng cửa đang gọi nè, mọi người gọi thử gì mình nói. Gọi kêu người ta ra mở cửa giùm ơi, mọi người gọi kêu người ta ra mở cửa giùm ơi. Đây 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 đây. Không em, anh không ăn đâu. Đi vô nữa. Gì đây? Gì nguyên dịch máu vậy? À, không phải máu, không phải máu. Này bị reset. Này máu không ra. Phải máu không? Mình thấy ghê ghê sao? Không mà nội giống như hồi xưa ghê đợn như vậy ta. Ba một con tò he. Ủa tò he là gì? Tò he hình dáng một nữ sinh mặc áo dài làm bằng bột nếp. Bụng đen cơm rồi. Không được không được không được không được không được không được. Bụng ơi, làm mọi người chú bụng ơi. À, mở cửa cho ba này con ơi, bố Dũng nè. Má gì mà mở cửa được. Ai gọi thử chỗ này thử thôi. Nè nè số nè. Rồi rồi hỏi thử thôi. Bùm ơi, chú có đồ chơi cho con nè Bùm. Chú là một con tò he nè. Mình không biết tò he là gì. Chắc con rối. Nhưng mà bắt họ gọi là tò he. Chắc mình ở đây mình gọi là con rối. Bùm ơi. Má.
con này, ăn mì làm tô mì rất ngon. Khoan từ từ, khoan, đợi xíu. Có gì đây không? Kiếm. Ai đây? Anh ơi, anh gì đó ơi? Anh ơi, về lại không? Đợi nghe thấy sợ. Anh ơi, anh ơi, má, em lại em hỏi đồ vô mà anh lại anh hù em cái. Anh, em nói thiệt á, trời má ông lắc cái đầu à. Ê, phải thuốc hả ba? Anh ơi, trời má ông lắc cái đầu rồi. Đừng có hù nữa. Đã hù rồi, chết mẹ thôi. Dùng. Anh ơi, bác ơi, cho cháu hỏi. Ủa yêu bác. Mình tưởng nó lại là bà là hù chứ. Bác ơi, mở cửa cho cháu vô bữa ông bác. Lúc chạy không? Nó nữa gà nha. Ủa tôi vô bằng cách nào? Không dùng được. Ủa vậy sao vô mọi người? Nó lấy cho tôi vô. Ủa vậy sao vô mọi người? Đi lâu lâu nghe tiếng bài nào lên đó. Ủa giờ kiếm gì? Ủa? Hôm nay mất keo không vô được. Ủa?
Giờ sáu. Thế có gì ở đây hả ta? Ủa có kiến dán vậy. Ủa nấu ngon quá ta. À chắc nấu thịt kho. Kho hộp vịt. À đi ra không? À à. Đi về đi về. Giờ đi về đi về. Giờ đi về mấy đứa. Giờ đi về. Chúng ta đi về. Đi về phải không? Đi về nha. Thì mở xe nó có thua vậy. Ờ cho tôi về được không? Chị chụp lại nhá. Ok gì. À lấy chổi lại đập chết mẹ con ma. Chổi bác ơi cho con vô bác. Ủa giờ làm gì vậy? Bột nếp số 1 nếp. Ủa bây giờ xả ở đây ta, xả đây không? Không dùng được, không dùng được. Tôi biết là tìm được khá game. Chúng ta phải dùng cái câu đó thôi. Hả? Game chơi chó chơi à. Giờ sao vô nhà? Ở kìa. Âu là trời. Cho tôi vô. Ủa đừng có sao đéo thua vậy. Vụ gì vậy? Ủa? Ờ... À, ôi! Còn sống không? Ủa xong rồi hả? Chưa ngay. Đu! À về nhà, về nhà. Lại là sức máy. Xin giới thiệu mọi người, đây là phòng livestream của mình. Đây mình có game hôm nay mình sẽ livestream game DBRR 2077. Đây mình mua game ở đây mọi người. Mọi người thấy không? Đây cảm ơn gaming, anh Phan mang gaming em. Đây mọi người giới thiệu đây là cái con micro xịn sò của mình, vàng PC 700 cũ của mình đây. Mình sẽ livestream nha. Rồi mình chỉnh cấu hình cái rồi mình livestream. Hay mình chơi game The Last of Us. The Last of Us 1. Mình sẽ để mình đi lấy làm cốc làm tí. Nó thôi vậy. Nó thôi vậy. Đây là gì? Bạn biết là ý gì không? À nhưng mà chính này là ông Dũng hồi trẻ nè. Này chắc là dạng PC cũ xì nè. Đây mà khoan, tôi sai. Ủa sao nó có bộ đồ bùi detach 2077 chứ Red Dead Redemption 2. Dạ, vậy thì ra phải không? Nửa đêm ai gọi vậy? Cái gì? Trời má, cái điện thoại để của chị chung bố đời vậy? À, Hunter gọi. Alo, là thằng anh đây. Mày ngủ chưa?
chưa chưa Hunter, chưa chưa Hunter, chưa chưa anh chưa ngủ, chưa không ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Anh vừa ngủ một tí rồi giảng học em cái gì không này, có ốp game gì vẫn đúng mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục vậy á? Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Tao cũng chẳng biết ai xuống khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này, tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê ở đấy. Ồ, ngon. Có đúng cái lời đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Như này có thể phải hỏi, có thể. Tù, ai ghê đứt bố đời mọi người coi rồi. Tù ghê không? Ghê không? Ghê không? Xuyên thấu luôn, ghê chưa? Rất bố đời. Vậy sao? Vậy sao? Tôi không tin tao được à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Thần trùng? Ghê. Thần trùng là cái gì? Thần trùng là con game anh vừa mới làm xong anh. Con game rất là bố đời, giá một ly trà sữa công cha. Nói ra thì dài lắm. Bây giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhé. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Làm gì? Kiểm tra tài liệu trong máy phát. Ok. Bạn phát tờ báo an ninh Hà Nội cái chết dẫn của một gia đình. Cơ quan công an đã tích cực điều tra vì cả gia đình ông BV đồng hồ qua đời ngày 1 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân mình có đồng thời gây ra nhiều được phát hiện mê tính dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu cái chết của ông chưa được có gì lại có thể tự nhiên cái gì đầu tiên được lấy là do nước nên giờ đang giờ con người thôi quan từ chối lộ thêm về vụ án và cho hai thi thể được các người sau và cháu và chết nên thì tăng lễ như đôi tin anh người làm bên trường hợp có hàng là do cái chết được cái còn vậy giờ 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 có gì mới lại giờ 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 có hỏi chứ giờ biết rồi giờ 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 đâu ok thôi đó học nhanh mùa đời tài liệu thật chung. Tôi vừa về theo gian thì đừng dùng một con quỷ ra thì tụi chúng ta nó đợi đó một con chim mở đợi cho cái gen này. À cái con chim này là cái con chim mình gặp lúc đầu game đó mọi người. Mọi người chịu khó lên trên YouTube kênh của mình để mình coi cái clip mình làm tập 1. Nếu không có là ít. Nếu là tập 1 xong mình mới livestream đó mọi người. Chịu khó coi mình. Một xíu nữa thì lại quan niệm được chọn là một phi thường như vậy. Chứ không có những người khác mà bắt đầu đi. Chúng ta là gì? Chùm tan hay còn gọi là chích trùng là một hiện tượng khi có một người không nhìn mất một gọng hay bệnh tự tai nghiện và chỉ trong một thời gian đó người thể khác nhau này là mất tiếng với một nguyên nhân chết rất sức đột ngột. Những người theo đó thường là những người gây sự chán ghét cho người mất trước. Chùm tan được gọi là mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất và dậy sống không thể kiểm soát được. Mọi người đều để dấu là để đây kể bây giờ kể thực tác coi đây biết rõ ra gì. Ok. Làm gì vậy? Làm kinh em. Kinh. Ok, gọi là xin đi nghe tiếp nha. Ủa giờ làm gì vậy? Đi ra ngoài phải không? Đi ra ngoài nha. Giờ đi ra ngoài nha. Mình cần lên mạng để tìm hiểu về ngôi nhà này. Ok. Ok. Rồi ngồi ghế. Cái tiếng mình còn 98 mày thuộc. Sao mới kiếm đến lúc này mới kiểm nhà lại mua được thì sao? Kiểm tra ngoài lan. Easy. Ok, còn ngoài mấy đứa. Cái modem đâu nhỉ? Đây không? À. Cái này có modem không mọi người? Cái modem đâu vậy? Kiểm tra modem và lan. Modem đâu?
kìa. Mua đêm đâu? Mua đêm internet đâu? Chờ má giấu đâu vậy? Bây giờ thường gắn ngoài mà. Để không? Chờ má em lại gắn ngay chỗ toilet. Xét giật hết cả hồn. Đen khu ở đây vậy? Trái hả? Trời má. Má tự gắn mua đôi chân nhà xinh chứ. Gì vậy? Sao mà phát ghê. Vô ông ơi, vô nhà chạy máy tính về. Không có chơi hù nha, tôi ghim rồi đó, hù cắn gõ. Ủa sao máy vẫn không có mạng mà sắp modem là mà. Kiểm tra modem lần nữa. Đây nha, không có gì nha. Con mèo. Quái lạ, không reset được, chẳng lẽ modem hỏng hay đứt cáp quay giờ này? FPT nha. Thôi vậy giải quyết nỗi buồn đi rồi đi ngủ. Đù, cứ giải sinh à? Dạ. Đây à? Rồi đợi mình xíu nha. Xin mọi người nha, ra ngoài mình kêu. Đi kìa. Đi đưa đồ cho má hai mình trên lầu. Kệ đi.
Em lại chị Mai nha. Đang tiểu đựng ra thì sao bóp bóp giái à. Cắm chị lại bóp chín cút nha. Không gì? Đù cái vậy? Máu văng bắn mặt ghê ghê quá. Má máu bắn người. Ê con quỷ cái, chơi bất dạy, chơi xả máu xong giờ bắt thôi đi dọn. Đù chị nào vậy? Có nút đóng cửa không? lấy chờ chờ bạn cái ơi. Đâu cái gì mà cái gì rồi ê quỷ cái giống dài mày chơi 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 tắt đi nha. Ai gõ cửa đó? Ai gõ cửa vậy? Tôi muốn ngủ. Mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. Alo. Cái gì? Con ma nó chặn sống rồi. Alo. Thế anh à, có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Đợt tôi bế mạc rồi mọi người ơi. Nghe này, tao vừa tìm kiếm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình qua đời. Hóa ra thôi rồi xong rồi bỏ mẹ rồi à, mình nói cho tỉnh tỉnh nè. Alo, mày nói gì tao không nghe rõ. Alo, alo, lô con chết tiệt thật, sao lại mất sóng lúc này cơ chứ. Rời khỏi căn nhà này. Ảnh của dẻo nè, ảnh của lão nè, lấy bàn thờ mới đâu của tôi, đèn không? Hư của mẹ, ồ nãy giờ không để ý nè, con chỉ nhà mới thế nào rồi, sức khỏe vẫn ổn định chứ, lâu rồi con thấy con biên thư bố con số được không đấy, ở nhà mọi chuyện ổn dưới đó cô Trang quá, cô Trang. Bên nhà ướm hỏi làm thông gia nhà mình đấy, con hỏi tính tiền chị gia đình đi chứ, nhưng tiền thấy ta là nghề dỗ chú Long con thôi, con nhớ về nhé.
Độ thế là họ với tên đệm của Hunter, Dũng là tên ổng, nhưng mà cái ảnh là ảnh của ông Vũ. Gì nữa nè, cái thư nè. Ủa rồi ở nhà bỏ cái thằng PC 7 cũ hả? Chơi khôn 13. Trời ơi, cho xin địa chỉ nhà lên tôi lấy rồi. Gì vậy má? Gì cho chốt gì nhật vậy? Ê khoan. Ủa cùng mình xài đó làm gì ta? Nó chết tắt kìa. Má nó chết tắt kìa. Dạ. Nó chết tắt kìa mọi người ơi. Tôi cầm đồ theo tôi đi phan ma được không? Có gì lên đi xuống. Khoan, trước khi lại gặp mày xíu. Hello baby. Đừng mà sao tôi thua vậy. Đồ đây không? Đứng đây nè, như tao, đứng này đó, á đủ. Có đèn không? Có đèn không? Chứ ông nói coi luôn nhớ, nhớ không đèn, nó có đèn mà. Gì đây? Gì mà đớt vậy? Ký chủ nhà phải đi nơi khác thôi, ngày càng mừng thấy vô căn nhà nữa. Bán không được, bán không bán được. Ở con sông thừa cái hồ nơi này thừa cái miếng mai, quả nhiên có một lão già lắm cẩm hỏi mua cái nhà dưới thôi một. Không hiểu là mua cái gì, có tiền bán cái sập sợi đó mình dùng để thời đại khác không thời gian. Hả? À, xuống tầng 1, xuống tầng 1. Phan Anh Vĩ. Gì đấy? Cái muốn lời nhà thôi mà. Trời ơi, không phải mình đây luôn rồi. Rồi má mình lại cái thế giới rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Thôi rồi. Yeah. Thôi rồi. Thôi rồi. À
I don't feel so good. Đi xuống à? Đi lên. Xuống đi lên à? Ô, thôi 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 thôi. Cho em vô. Để. Sai bước rồi, sai nước rồi. Cần tìm cái gì đó để mở được. À. Chọt vô đường nè. Ủa cái chìa khóa đâu mọi người? Ủa cái chìa khóa đâu vậy? Có cái hộp đây, giờ cái chìa khóa đâu? Ủa cái chìa khóa đâu ta? Đâu? Ủa nên mình bỏ lỡ cái gì vậy ta? Giờ có chìa khóa nè. Là sao? Chìa khóa đâu giờ? Có chìa khóa đây không? Làm ơn cho tôi cái chìa khóa đi. Please. Chìa khóa không? Ôi, chìa khóa đâu? Tôi cần mở cái hộp. Ủa sao bây giờ kiếm chìa khóa đâu vậy? Trời má to thui luôn, không thấy bức tranh luôn. Đây ta. Ôi giờ game thách đố nha. Ê này game giải đố mọi người, không phải game thì gì game giải đố, game giải đố. Giờ kiếm chìa khóa nè. Chìa khóa nè, kiếm nó chìa khóa nè. Mọi người ấy với mình chìa khóa nè. Chìa khóa. Where's chìa khóa? Chìa khóa đâu? Chìa khóa. Cho em chìa khóa. Dũng ơi, chìa khóa anh để đâu vậy? Quét chìa khóa. Chờ má mình lấy xuống ta. Cho em chìa khóa. Ờ má coi cửa này không để ý ta. Đẹp. Bức ảnh gia đình. Dòng họ Phạm. Ai à? Có gì khóa không? Khi có chìa khóa không? Khóa. Trời đụng. Aru. Ai đây? Ờ, bảy. Cho em đi vô. Cho em đi vô. Bảy cho em đi vô. Cho tôi đi vô. Bảy rồi.
Bây giờ sao giờ mọi người? Chết rồi. Thôi chắc sao mình là giờ máy giờ cho anh đu là ông trời. Bây giờ mình quành lại được không? Mình lại bên lại người chấm hỏi rồi. Trời ơi, không có đồ đi mà. Là sao giờ? Ok, trở lại. Speedrun lại. Siêu rằng. Alo? Alo, là thầy anh đây. Mày ngủ chưa? Tao ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Mà giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Tao đã bảo mày được thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà một chui với chỗ sắp tệ như thế nhỉ? Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê ở đấy. Có đúng với lừa đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Vậy sao? Không tin tao được à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Thần trùng là cái gì? Nói ra thì dài lắm. Bây giờ tao sẽ phách sang những tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhé. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Người giải trí à, suy rằng thôi em đang suy rằng lại gì mà ao hoài vậy thì mấy không ổn mà. Ok vậy đi, mở speed run. Đỡ sợ rồi, nãy giật tôi giờ hết sợ, đỡ sợ hơn. Mời đợi xíu nha, để speed run.
À, chứ lại em, nãy anh quên lấy cái đồ dưới cái phòng dưới thì xe nào đẹp quá ta. Có đồ mà đây không? Nãy trở lại nãy anh quên lấy cái đồ á. Lấy cái chìa khóa để kia mở cái hộp ở trên tầng trên tầng thượng á. Đang speed run lại. Này chờ lại cũng này. Thôi ra mày hù tôi đi. Ờ. Hết sợ rồi, hết sợ rồi. Hết sợ rồi, không lại gì tao, hết sợ rồi. Tuổi. Nãy hù tao rồi. Hết sợ rồi. Rồi, ok. Hay rồi. Cái gì? Vậy có ai gọi đó hả? Ờ nãy có người gõ cửa rồi quên để xem. Ok chắc tí nữa anh cũng nghỉ game. Alo, mày gọi đúng lúc quá, tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo, thế anh à, có nghe thấy tao nói gì không? Alo, nghe này, tao vừa tìm kiếm trên được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình qua đời. Hóa ra, alo, mày nói gì tao không nghe rõ. Alo, chết tiệt thật, sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Nãy nãy anh lý do nãy chờ được khúc này lý do là nãy anh quên lấy kiếm đồ. Nãy có cái hộp ở trên tầng trên á, à, ở tầng trên có cái hộp á. Ờ nãy này đang sáng mà. Nè, đây lên nè, lên cho mấy đứa coi là nè. Nãy có cái hộp trên đây nè, còn cái ổ khóa đây. Mà không có cái ổ khóa nè, cần không? Rồi phải đi kiếm chìa khóa trước rồi đó. Speed run. Mua đi. Ờ. Wow, tiểu cường nhiều quá. Thật tuyệt vời. Không sợ đâu, tuổi. Rồi xuống dưới, đem có mẹ á, rồi để kiểm tra lại trước khi đi. Có tương tác được cái gì không? Thì tiểu thêm cái nhỉ? Chia ra hồn cái. Kẹt gì vậy ta? Trời bà già bà. Nó đi kiếm đồ thôi. Một chiếc kiềm cộng lực. Lấy. Ủa tôi làm gì cái cuộc đời tôi vậy? Lấy đi. Kiện công lực nè. Ơ kìa. Mở banh mẹ cái tủ rồi luôn. Cái gì? Chỉ tí nữa con cái để làm. Tí nữa mà cũng vào lại nhà.
Nước. Ủa. Ờ. Có nước. Hôm nay mưa ta. Ủa con quẹn kia à. Ủa sao giống trong cái gì ta. Home Sweet Home quá vậy. Cái gì đằng kia đấy. Trời má có người coi vậy. Trời hôm nay con má đang coi mình chơi. Phát ê. Chị má ơi. Chị gửi em giờ làm sao mở cái hộp ở trên mở cái hộp ở trên trên gần tầng thượng á. Chị giúp em cái nha chị. Chứ giờ em cũng bó tay không biết làm sao nữa. Má ơi. Chờ má con ma nó cũng khi dễ luôn. Trời má ở đây mấy. Tại sao lại có những xài xích này? Ở kìa. Tí gà nó kêu lấy cái kìa cũng lật đi không chịu. Mẹ. Giờ làm sao mình ra khỏi nơi này đây? How can I get the fuck out of here? Ờ tôi cũng biết nữa. Đùng. Trời má nó tối hôi giống hồi nãy nữa kìa. Cái chổi nè. Lẹ. Trời má. Anh Hải đó giờ em. Cái vô nhà lại. Đúng rồi, vô nhà lại. Đúng rồi, phải vô nhà lại. Lên lấy đúng rồi đi xuống quay qua ma hù thối địch ngon hù đi giật cụ chỏ vô cái đầu luôn giờ hello. Ngon quá ta. Món gì vậy? Ê món gì vậy? Đang đói. Ê mở mở mở. Ê không ăn được. Chán gì vậy? Dùng kìm cắt xích. À la 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 la. Game sắp bắt đầu game rồi nha mọi người. Phá đảo sắp bắt đầu rồi. Game easy. Game rất bố đời. Má tôi chơi gần 2 tiếng đồng hồ chưa phá đảo game. Má tôi ngu thật. Kìa đéo gì kìa. À đúng rồi cái cô sáng. Cái cô sáng cái cô hồi hôm bữa. Cô cô ơi. Cô khoan từ.
Cô bác gì ơi? Cô ơi, cháu ơi. Cô bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Bác ơi. Ôi trời má, kéo ai giúp hết rồi, xong rồi bà kia bà bị điếc rồi, bỏ mẹ rồi. Giờ sao giờ? Chơi lại, cắt tiếp. Má không dùng được. Ê bà già, ôi mở cửa giùm con coi. Con lại bác lại bác mở cửa, bác quay lại chỗ, bác quay lại cái thôi, bác quay 180 độ thôi. Khoan cái này, khoan khoan, 170 độ rồi bác có thể thấy con rồi. Trời ơi, bác rồi cứu con cái đi bác. Trời ơi, má mày bị nhốt mẹ rồi, còn bà cô mà thì không thấy, không nghe được, chán ghê. Rồi giờ kêu ông chú hù mình bữa rồi. Chú bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu với, cứu cháu với bác ơi. Thằng kia bị điên à, có biết bây giờ được không? Giúp cháu với, trong nhà thấy như có ma bác ơi. Sao mà làm sao? Má giọng không cháu, cháu không nhìn nó sao bác ạ? Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ba trong nhà đó không nhìn ngán? Ủa không hỏi ngộ vậy? Chờ má tôi thôi, tôi vẫn bình an rồi, tôi còn đứng này nói chuyện với nhau rồi hả? Nói chuyện. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi, vẫn là trời giúp ta rồi. Nghe này anh con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Pháp sư, pháp sư hãy vô. Cho ta đi món đồ này. Mày đang ở đây. Ủa món đồ gì? Mẹ đồ má ông kêu mình đi kiếm mấy món đồ mà không thấy mẹ. Ê ông già ông mới điên à. Món đồ gì trời? Ủa món đồ là món gì? Trời á, gặp một bà thì không nghe được mình nói, còn một ông này kêu đi kiếm đồ mới. À ok. Xin lỗi bác. Quên để cái tờ giấy. Rồi. Một ngón tay người, một chiếc răng người, một lọn tóc người. Một lọn tóc người, ủa lại giờ mọi người. Một lọn tóc người. Một lọn tóc người. Thôi giờ quay lại căn nhà đó. Họ bên này nữa rồi. Chắc tí nữa nghỉ. Kiếm món đồ xong mình nghỉ. Tí nữa coi tí nữa đợi 10 giờ coi anh Chí Nguyễn chơi. Một ngón tay người, một cái răng người, một lọn tóc người. Chương 3. Yeah, chương 3. Thôi, Zvep nghỉ game tại đây. Zvep ok tại đây nha. Cảm ơn người đã theo dõi buổi stream của mình ngày hôm nay. Dù game nó hơi lắc, lý do là cái laptop của mình nó không có đáp ứng đủ cái phần gọi là đồ họa. Lý do là mình laptop mình là con RX 570. Nó chưa đáp ứng đủ. Chúng mình cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi stream của mình ngày hôm nay. Tí nữa 10 giờ mình sẽ chào qua con Chí Nguyễn chơi. Chú con bị hụt té đáy. Ok, nếu mọi người thích mình sẽ tải cái video này về, tải cái buổi stream ngày hôm nay về rồi up lên trên YouTube của mình. Nếu mọi người thích thì hãy lên kênh YouTube của mình để xem lại. Hy vọng mọi người thích thì hãy like, share và subscribe cho channel của mình trên YouTube. Kênh của mình gọi là tên là DevoGA.
cảm ơn người đã theo dõi buổi stream ngày hôm nay. Bye bye.